Ba già không có chửi em nè, ba dạy nè. Từ đây về sau bỏ cái tờ thối mà nói chị hai, chị ba hay là chê ba gì đó nha. Chỉ cần một câu nói của con thôi á, mà chị ba mét lại á, là ba quất kêu nằm cúi xuống, ba quất cho 10 roi vô đít nha. Một con quất thiệt mạnh á, quất mà gãy roi luôn á. Nhớ nha, hôm nay là ngày nhiêu? 22 tháng 12, 2021. Nhớ nha, tao mày nghe ba nói không? Ba hỏi con nghe ba nói hay không? Nói. Nói đàng hoàng. Con bao nhiêu tuổi? Nói. 9 tuổi, nói đi. 9 tuổi mà còn vậy đó, lì lợm vậy đó. À, 11 mà lớn lên nè, có vợ là ba cho coi lại cái video này nè nha. Khúc mà đám cưới á, khúc mà đãi tiệc hai cô dâu chú rể mà lên sân khấu á, ba chiếu video này lên cho coi ha. Ha. Rồi, goodbye đi. Goodbye, see you again.